Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Sau hai clip mà làm về cái bộ mết đấm bộ Warrior thì anh em thấy đã ổn chưa? Hay là có cần phải thêm một cái trận nữa không? Trận hôm nay lại có rồng 5 đô, lại có Duster Blitz. Và anh em biết là tôi chơi gì rồi đấy. Anh em nhìn tôi lấy đồ, anh em biết ngay. Skull Hunter này. Hơi đen nhỉ. Cái con Heaven Bomber chưa lên được 2 sao. Đấy mà tôi đã lấy sẵn đồ bắn trưởng đây rồi. Bây giờ mà trận nào có nhiều Warrior thì cứ 6 đá kẹp với cả mết thôi anh em. Rất là dễ để có thể counter được. Tất nhiên là có những cái trận mà nó sẽ không có con Dash Spirit, có những cái trận nó sẽ không có con Light Spirit. Như cái trận này nó không có Light Spirit nhưng mà nó có Dash Spirit thì vẫn chơi được. Mà trận nào mà không có cả hai con thì chúng ta phải tính cái con đường khác nha anh em nhá. Không có con này thì có con kia. Đấy, không có bộ này thì có bộ khác. À, trận này thì có 5 rồng. Có 5 rồng kết hợp với Dash Spirit. Rồi có 6 đá cũng chơi được. Ra là cái con Zipper. Ok, thế thì kiếm tí nhỉ. Up cấp lên đã. Hy vọng là thắng được một round để roll ra là cái con Heaven Bomber lên được 2 sao. Ui, thằng này to đấy. À chưa, thằng này mới có là 2 đỏ thôi, chưa phải là 4 đỏ. Nếu mà 4 đỏ thì thua, chưa 2 đỏ thì tôi nghĩ là vẫn ăn được đấy. Ui sao nó đam một cái to nhỉ? Đam to nhỉ? Được không? Được chứ? Ok. Phải 4 đỏ thì mới sợ. Rồi, có cái công nghệ mech đầu tiên. Hay quá. Ê à, Superman này. U. Phong vu ấy cũng được này. Úi giời. Từ từ nha anh em nhé. Thế thì thế thì thôi anh em ạ, tôi biết tôi phải chơi cái gì rồi đấy. Thôi. Giải tán. Lăm rồng lăm giếc hết. Ok. Được quá nhờ. Ok luôn, chốt luôn. Đấy. Không phải 9 Warrior đâu anh em ạ. Tôi đã bảo là tôi chán cái bộ 9 Warrior rồi. Ok. Trận này mà chơi 6 đỏ thiếu bét ống men à. Nhưng mà bài độ thì chả nhẽ lại không chơi đúng không? Bài cho chơi thôi. Đấy, ui dồi ôi, ngon quá. Thế thôi nhỉ. Chắc là giải tán cái bọn Goblin này thôi. Thôi, giải tán bọn Goblin đi anh em ạ. Đủ bộ à? Đấy, được chưa? Ui dồi. Quá khét luôn. Round 7 4-2 sao. Đánh 6 đỏ mà lại phải chơi chuỗi thắng như thế này thì nó cũng không phải là hay lắm đâu. Nhưng mà biết làm sao được. Dã man. Mọi dự định có nhiều tan biến hết. Trận này vào định đánh 5 rồng ấy chứ. Đó, cuối cùng là đấy, anh em thấy không? Đâu phải lúc nào mình cũng được chơi theo cái gì mà mình muốn đâu. Nhiều khi là mình bị ép chơi đấy anh em ạ. Dã man. Nhiều khi là bị ép anh em ạ. Thôi ép thì phải chịu thôi chứ biết làm nào. Đây 4 đỏ này. Ok. Khỏe thật. Thậm chí là tôi còn vứt một con 2 sao ở ngoài luôn. Con gót 2 sao vẫn để ở ngoài. Mà 4 đỏ là ngon rồi. Rao sau là chúng ta up cấp lên là chúng ta sẽ có 2 gót nữa. Thunder Spirit này mua không?
À vẫn có phụ. Thực ra cũng chả có slot cho vào đâu, nhưng mà thôi cứ mua đi. Cái kiểu ngày xưa đánh thì nó hay kẹp thêm một cái con khác, cái tộc đỏ vào ấy, để chơi với God ấy. Nhưng mà bây giờ chả cần. Bây giờ kiểu cái con du ấy nó làm cái con co được rồi. Cái con du ấy bây giờ nó được hưởng God nên là cũng không cần. Ui dồi ôi anh em ơi, nhìn này. Vai đá thật thật như thế luôn. Ôi trời ơi, thế này thì thôi, chân mệnh thiên tử bố rồi anh em ạ. Khó cho các bạn rồi. Ba warrior 4 đỏ, trận này ấy, chơi con du lên 3 sao. Đấm với cái nhà 9 warrior anh em nhé. Tôi sẽ hyperdrone con này lên 3 sao ở level 7 luôn. Ngại gì nhà anh em nhỉ? Ngại gì? Giờ đang thiếu là có 4 con nữa thôi. Cứ đánh ở level 7 luôn anh em nhá. Quả này không phải up cấp lên luôn. Đánh ở level 7. Level 8 này, level 9 là chúng ta có 6 đỏ kết hợp với 4 gót rồi. Thậm chí là không cần lên 10 cơ. Khét thật sự. Dù lên 2 sao sớm nữa là ác mộng của đối thủ rồi. Quá ngon. Vừa trâu lại vừa gây đam mạnh nhá. Bộ này này, khi mà chúng ta lên 7 là chúng ta có 4 gót kết hợp với cả 4 đỏ. Lúc đấy thì rất là ok. Thậm chí là cái lúc đấy 6 đỏ nó cũng không có giải quyết được cái gì mà. Nó chỉ cần chơi 4 đỏ thôi là mạnh rồi ấy. Nên là cái bộ đấy nó form ở 7 là ngon rồi. Sau đấy là chúng ta sẽ roll cái con này lên 3 sao. Trong lúc roll cái con du lên 3 sao, có thể chúng ta sẽ tìm thêm được một con nữa lên 3 sao. Như là cái con God of War, hay là chúng ta kiếm thêm được cái con heo 2 sao chẳng hạn. Trong cái lúc mà chúng ta roll thì thế nào nó cũng sẽ ra được một vài con nữa. Cái con khác, cái con du. Ngon đấy. À nếu mà không có gì thay đổi thì chúng ta gặp cái thằng có chuỗi kia chúng ta sẽ cắt chuỗi thôi. Không thể nào có thể thua được luôn. Tầm này thì bây giờ chỉ có ra được cái con God of War lên 2 sao nữa thôi. Chứ còn có mạnh hơn được nữa đâu. Hoặc là lên được 3 sao du nữa thôi. Như thế này là nó gọi là quá mạnh rồi. Đấy nhưng mà cái tầm này lại chưa có wizard. Đấy. Mà chưa có wizard thì tôi lại chả làm gì nhỉ. Để level 6 vậy. Bây giờ áp 7 nó cũng chả có gì mạnh. Các bạn bây giờ áp 7 cho được thêm một cái con, chắc là con du vào thôi, để hai con xoay, nhưng mà cái con kia là mới có 1 sao. Bây giờ lên 2 sao tôi cho vào, 1 sao thôi. Để đấy, bao giờ đủ 4 gót thì mới áp cấp. Không đánh level 6 vẫn được. Vô tư. Thằng này chắc không được. À, câu gấu. câu gấu kẹp 4 gấu vào. Này chắc chơi Saman rồi. Nếu mà cái kẹp cái này chỉ có nuôi con Saman với con gấu mết lên 2 sao thôi. Đây rồi. Đủ bộ nha. Up lên 7, 4 gót. Đúng không? 4 gót. Ok. Quyết tâm giữ cái chuỗi này đến năm 20 luôn đấy. Thế, mặc dù là cái đồ của cái đao 10 gần như là vứt đi, không dùng đến luôn. Cái đồ gần như là chúng ta không sử dụng. Đam tay ở cái bọn cái bọn này nó rất là bé. Con Skull Hunter đam to nhất nhưng mà nó cũng vẫn bé, bởi vì nó không kết hợp với cái Celesi gì cả. Nó chỉ có nhiều máu thôi. Trận này nhá, thằng này nếu mà nó chơi 9m ấy thì chúng ta quá là ok luôn. Gót du xoay này, không sợ 9m đâu, xoay thoải mái. Tất nhiên là nó sẽ có một cái quả nó khựng lại. Nếu mà chơi 2 sao nó sẽ khựng lại một phát. Đấy, anh em cứ để ý mà xem, nó sẽ không quay liên tục đâu. Nó sẽ có một khoảng thời gian nó khựng lại. Đấy, và cái quả khựng lại như thế là rất dễ là bị stun. Nhưng mà nếu mà chúng ta lên được 3 sao thì nó cũng sẽ không bị khựng lại. Nên là tôi sẽ hyperdrone ở level thấp thôi. Còn để 2 sao mà áp cấp lên sớm ấy thì nó sẽ không có cái quá trình quay liên tục, mà nó sẽ bị khựng lại.
Và cái lúc khựng lại đấy chính là cái lúc chết với cái bọn 9m ấy. Trận này có Greeter nữa. Chả sợ. Bây giờ bộ đỏ sợ nhất là bộ Warlock. Trận này hơi lo cái bọn Warlock thôi. Đấy, máu nhiều lúc mà cái con tướng đỏ nó chết đi là nó sẽ hồi máu cho các bọn Warlock rất nhiều. Rồi, ok nhá, xin cái chuỗi nhá. Ăn ngay. Tôi đợi nó từ nãy giờ sang đây anh em ạ. Tất nhiên là ăn rồi. Đội hình như thế này mà không ăn nữa rồi xóa game luôn. Mà nói chung là các bạn xác định đi, trận này tôi đánh được có bình thường ấy, không có chuỗi, các bạn có sấp mặt với tôi, trận này tôi có chuỗi cộng 9 rồi thì các bạn đỡ làm sao được. Nhất là con du của tôi bây giờ nó chỉ còn có 4 con nữa, 50 tiền đến nơi rồi. Sau round 15 chúng ta sẽ có 50 tiền và 2 pron. Pron thì con du lên 3 sao. Du mà cứ trước round 21 lên được 3 sao thì các bạn sấp mặt. Con này nó gọi là chiến binh bất khả xâm phạm luôn, cái tầm này nhá. Late game mà đỏ nó đuối quá. Kiểu cái bọn đỏ này gặp cái bọn Warlock đúng không? Thì lúc đấy tôi chuyển sang 9 Warrior. Warlock chết ngay. Bây giờ Warlock hơi bị sợ 9 Warrior luôn. Rồi. Ê à, cung bắn đau phết đấy. Nhưng mà cái tầm này vẫn chưa ăn được đâu. Muốn ăn được thì phải lên level 9, level 10. Ok, vậy là chúng ta sẽ có 50 tiền. 100% máu, 10 trận thắng liên tiếp. Khởi đầu quá tốt đẹp luôn. Đấy, chơi cái này nó là như thế đấy anh em ạ. Khi mà chúng ta quay xe kịp thời thì nói chung là cái top nó dễ lắm anh em ạ. Đấy, bây giờ tôi đang có cái chuỗi này tận dụng gần như là những cái con nào được cho. Nó cho con gì chơi con đấy luôn. Mặc dù là cái tư tưởng này nó là 5 rồng đấy. 5 rồng đã spirit kết hợp với cả 6 spirit đấy. Đấy, lúc đầu định như thế để đấm Warrior thì chắc chắn là ăn được. Nhưng mà bây giờ mà bảo là chơi cái bộ đấy thì bây giờ mới ra được một cái con Thunder đúng không? Và bài các thứ nó đang còn rất là yếu. Đấy, trong khi là bây giờ nếu mà chúng ta có cái tín hiệu đến từ vũ trụ như này rồi thì quay xe luôn thôi. Tận dụng luôn, đánh luôn. Không phải nghĩ nữa rồi. Rồi, roll rồi. Úi giời. Ok. Lấy đồ này. À, đây. Giáp băng. Trong những cái trường hợp mà chúng ta không có nhiều đồ mana ấy, có thể lấy cái giáp băng. Cái giáp băng này là một cái món đồ mà khiến cho chúng ta tung trưởng rất sớm. Nó xòe cái giáp băng ra là chúng ta sẽ có đầy mana. Đấy, rất hay. Trong trường hợp mà thiếu mana có thể dùng cái món này cũng được. Ôi, nó bớ vào con rù của tôi kìa. Bớ phần ra này mất chuỗi không? Ôi, bớ phần mất chuỗi thật đấy anh em ạ. Ôi chán thế, mất chuỗi luôn ạ. Được không? Không được rồi. Ui cay nhở. Đấm nhanh thế. Đấm nhanh thế. Ui. Tí thì ăn được luôn. Mất chuỗi cho thằng Witcher Glacier. Rồi, à, đằng nào mất chuỗi rồi dừng lại luôn. Tôi nghĩ nếu mà cái quả đấy mà không bị nó bắt ấy thì tôi cũng sẽ không mất chuỗi đâu. Cái quả đấy mà con du nó không bị cái con ác mộng nó swap xong rồi cái con Taboo Witcher nó burn mana thì con này nó vẫn có thể tiêu diệt được. Nó chỉ cần xoay được một phát thôi là bọn đấy đi luôn. Nhưng mà vì cái con này nó bị bớ vào nó không xoay được ấy. Cái đao đấy hơi sida nhỉ, đứng đúng vị trí nó swap luôn. Tí nữa nếu mà cẩn thận thì lấy cái Burling cho nó là được. Không sợ đâu, tôi có cái Burling rồi. Thằng này còn gấu mét 2 ạ. Vãi đái. Gấu mét 2, trận này là còn có 5 rồng nữa chứ. 5 rồng có Dark Breed chứ, thằng này thế nào nó cũng sẽ chơi cái bộ đấy thôi. 5 rồng 9m là đủ luôn.
5 dòng 9 mét là đủ. Có con có con gấu 2 sao mà vẫn mất nhiều máu nhỉ. Bình thường có con gấu 2 sao là máu phải giữ rồi nhỉ. Đập trứng đã. Bán con gì đi đây? Muốn mua con God of War quá. God of War này cũng có thể lên được này. Đằng nào Odin ở level thấp thì chúng ta nuôi cả mấy cái con God of War với cả con Axe nữa. Con nào lên được thì lên thôi. Ui thằng này lại có chuỗi này. Thế thì mình xin nhá. Được không? Có xin được không? Dù sắp hết máu rồi. Nhưng mà hết máu thì cũng phải giết được mày đã. Ok. Ui cũng căng đấy. Cũng căng. Ok, hay quá, cắt chuối được luôn. Mặc dù tôi mất chuối nhưng mà tôi hai lần cắt chuối anh em ạ. Còn hai là dụ thôi, cố lên nào. Ơ kìa, rôn quả vừa rồi không ra con nào á. Thôi từ từ đã. Lóc lại. Bình tĩnh, không khô máu, cứ 50 tiền luôn thôi. Tầm này là được bình tĩnh rồi. Máu còn mất có 2 máu rồi mà. Từ ấy giờ mất có 2 máu. Một cái pha mất chuỗi Sida thôi. Lẽ ra là bây giờ vẫn còn chuỗi đấy. Thoải mái tiền luôn. Thằng này không biết có phải 9 Warrior không. Vô tư. Ui tôi cướp được cái thuyền kìa. Được quá nhỉ. Hay. Cướp được cái thuyền này tương lai sẽ mạnh đấy. Nếu mà tôi không mất chuỗi. Ây ừ, còn một con nữa. Ôi ôi, quá tuyệt vời luôn. Không thể tin được luôn. Đúng rào 20 lên được 2 sao. À lên được 3 sao ạ. Đúng như dự đoán ạ. Tôi đoán là rào 21. Rào 20 đã lên rồi. Thôi chân mệnh thiên tử anh em ơi. Bây giờ tiền nói chung là không phải làm gì hết. Áp dần lên thôi, 50 tiền áp dần lên. Con này gần như là bất tử mà. Con nào mà giết được cái con ru rồi đâu. Kiểu gì cũng là ít nhất là hòa. Không bao giờ thua luôn. Tầm này chiến binh bất tử. Kinh, ánh mắt AZ này cũng ngon này. Tôi sẽ lấy cái này. Huyết trượng không cần đâu. Lấy cái này tí nữa đấm với cả mấy cái thằng cánh tay. Bây giờ mà đổi được thêm một cái món đồ cam nữa thì ngon. Nhưng mà chưa đổi được. Thôi để dành. Lao 25 chúng ta sẽ đổi đồ cam. Tầm này những cái đồ này là nói chung là nó cũng chất rồi đấy anh em ạ. Khỏe hả? Khá trâu ấy. Bây giờ chắc là gặp Witcher thì lọt được một con. Gặp Witcher là một con, gặp những cái thằng khác thì tôi nghĩ là không thành vấn đề đâu. Nhất là những cái thằng như thằng bắn trưởng mết ấy thì bây giờ vô tư rồi. Cái áo choàng tàng hình này nó chỉ làm màu thôi chứ còn thực ra nó chẳng cần. Bây giờ là xoay liên tục ấy, cứ tung trưởng được là xoay được không. Nó sẽ không bị khựng lại như là lúc chúng ta 2 sao nữa. Nếu mà 2 sao gặp 9 mét thì còn hơi lo một tí. Lúc khựng lại xong bị ăn Doom thì rõ ràng là ăn đòn luôn. Đấy, bây giờ khác rồi. Tầm này lên 3 sao là gần như là bất tử. Đây, cả Witcher này. Không biết có ăn được không? Xoay liên tục anh em ạ. Ui dồi ôi, chấp cả Witcher luôn. Cắt chuối lần nữa. Ui dồi, trận này vua cắt chuối à. Nếu mà không mất quả chuối cho cái thằng Witcher cái round bao nhiêu đấy.
Mất có 2 máu thôi đấy, là bây giờ là vẫn còn đang có chuỗi vàng cơ. Dã man thật sự. Thôi cái tầm này thì thôi anh em, cứ để đấy thôi. Xong rồi áp dần lên 9 là chúng ta có 6 đỏ. Nhưng mà 6 đỏ bây giờ cho vào ấy thì nó cũng không có tác dụng gì cả. Đấy, có 2 thằng chơi 5 rồng này. 2 thằng chơi 5 rồng 9m, một thằng sắp đi, thằng vô diện sắp đi 18 máu vẫn còn giữ 50 tiền ạ. Thề già chưa lên được 2. Thunder chưa lên được 2. Tự tin nhỉ. Ơ thằng này chơi gì đấy? 6 đỏ à? 6 đỏ đi rồi. 6 đỏ đánh ở level 8 xả hết tiền rồi, không ra là cái gì cả. Thằng này tôi nghĩ là nó định chơi Kira đấy. Ok, tôi lại có chuỗi trở lại rồi. Saman này. Ok không? Nếu mà chơi Saman. Bốn đỏ kết hợp với 4 Saman đánh ở level 8 là được không? Có điều là bây giờ cho Saman vào thì nó toàn một sao nhỉ. Quá ngon luôn, giáp xoay này. Được đấy. Thôi thì coi như là đồ tím nó xong rồi đấy. Đồ tím nếu mà cần nữa thì một cái món giáp trừ tà nữa là xong. Đạt chỉ tiêu của món tím rồi. Bây giờ có khi là đầu tư món cam đây anh em ạ. Ok. Thằng này chắc Glacier kẹp với cả con Velomancer đây. Đang trong quá trình form bài. 6 Glacier kẹp với Velom meta này không nên chơi anh em ạ. Gặp Warrior nó phản nó sấp mặt luôn ấy. Kể cả con Velom có hồi máu nó cũng bị phản. Secret Lancer à? Úi trời. Ra một lúc cả Secret Lancer cả ra cả Berserker luôn thế này thì hay chuyển về 9 Warrior kết hợp với God nhỉ anh em nhờ. Anh em thấy được không? Trông bất tử ấy cái đấy ấy. Thì giáp to rồi, phản đánh tay xong rồi lại còn kháng phép. Bất tử thật sự. Phải quá nhờ. Vớ phần 98 máu đến hết game luôn ấy. Mà suýt nữa là 100 ấy. Cái giáp băng khó chịu thật. Ôi kìa, sao tôi đứng lâu đấy. Đứng im luôn mà. Vãi đái. Đừng bảo mất chuỗi nhá. Không, không có chuyện này đâu anh em. Giáp xoay ở đây là counter và cái bọn Hunter rồi. Giáp xoay, counter và Hunter không sợ. Bắn thoải mái luôn. Bắn hồi máu ngay. Rồi. Tầm này áp dần lên thôi. Sau sau cho 4 Saman vào. Chúng ta cũng có thể chơi 6 đỏ kết hợp với 6 Warrior đánh ở level 10. Thì chúng ta lấy cái đồ God và chúng ta vẫn có 4 God. Đấy, 6 đỏ 6 Warrior kẹp 4 God. Cũng vừa trâu vừa khỏe, vừa giáp to, vừa máu nhiều luôn. Bất khả xâm phạm. Trận này có một thằng mết là nó câu ra con gấu mết và một thằng mết là nó chưa ra cái gì cả nhưng mà nó có con giá 2. Giá 2 và còn định nuôi giá 3 nhưng mà sắp đi rồi. Greater cũng đang nuôi. Greater nó sẽ nuôi con súng nữa. Con là súng à. Nhưng cái rau quái cái con gặp cái con ru này nó xoay hơi lâu anh em ạ. À, có những cái round anh em phải chú ý á, nếu mà anh em chơi cái bộ này có những cái round mà thua á. Thua quái luôn. Để rồi, cái giáp này là phải lấy. Chống Doom. Tí nữa mà đối thủ ngứa tay, đối thủ kẹp cho khoảng 2-3 con Doom vào thì chết. À mà không, không chết cơ. Nếu mà lấy cái giáp thép này, sau đó tí nữa là chuyển sang 9 Warrior kết hợp với 4 God. Được luôn anh em. Lấy giáp thép anh em ạ, chấp Doom. Chấp cả Doom luôn, đứng im cho Doom Doom. Sợ gì? Tí lửa đằng nào cũng có giáp xoay rồi đúng không? Lấy thêm cái vương miệng.
Chập đùm luôn, đứng im cho bọn nó đấm luôn ấy. Không sợ, không sợ, không sợ. Ok. Chúng ta quá là dư cái khả năng để có thể là lên được level 10 và chơi cái bộ đấy. 9 warrior. Vứt 6 đỏ đi cũng được anh em ạ. Cái trận này chưa chắc đã là chơi 6 đỏ đâu. Thôi thằng này đi rồi, xác định rồi. Tôi còn kẹp cả Saman ở đây nữa rồi thì đỡ làm sao được. Hai con dù 3 sao kìa. Ui rồi ôi. Bạn quá đen, bạn gặp tôi. Đi luôn rồi, 10 máu chắc chắn đi. Ok. Rồi thôi lên 10 dần dần thôi. Sợ chết xong rồi phải sang xem là đang cái kiểu gì. Đang gặp ai. Gặp cái con du. Con du bất tử nên là nó không có sợ mết đâu bạn ạ. Ngoài ra thì ở dưới mấy con Saman nó cũng đâu có sợ mết đâu. Con Saman mết nó cũng đâu có trừ kháng phép để nó tiêu diệt được mấy con Saman đâu. Rồi định hình được rồi đấy. Thằng 6 Glacier nó cũng đã chuyển sang 6 Glacier rồi. Nhưng mà con Venom của nó vẫn chưa lên được 2 sao. Đấy, vẫn là Greater. Vẫn là 6 Glacier Venom. Và vẫn là 6 Glacier Witcher. Ngoài ra vẫn còn một thằng rồng sống. Một cái thằng rồng sống. May trận này tôi không chơi rồng anh em ạ. Không tranh bài vãi đái luôn. Đây này. May thế. Rồi bạn nào bạn kết liễu hộ tôi cái. Kết liễu hộ tôi cái. Kẹp cả Doom vào. Không ăn thua. Kẹp Doom đấy nhưng mà con này hai tiền. Hai tiền khó Doom lắm. Ok. 5 dòng 9 mét sắp đi nơi rồi. Phải xả tiền thôi. Chứ còn bây giờ cái tầm này 20 máu thì là đi rồi đấy. Bây giờ tôi đang phân vân giữa hai đội hình, một là 6 đỏ kết hợp với con du này, nhưng mà bây giờ ấy, cái bộ 6 đỏ hoàn toàn là nó không có được hưởng cái gì cả. Chúng ta còn quá nhiều màu luôn. Bây giờ chỉ có 9 warrior vào vứt vào thì cái sức mạnh của nó mới tăng lên đáng kể được thôi. Trong cái bộ 9 warrior kết hợp với 4 god nó còn có 2 đỏ nữa. Trong khi là nếu mà chơi bộ kia, bộ đang chơi nó chỉ có 4 đỏ thêm được có chút xíu máu. Không đáng kể. Rồi gặp thằng Hunter. Không mất chuỗi không? Cũng càng ấy. À cũng càng ấy, cũng càng ấy, cũng càng ấy, cũng càng ấy, cũng càng ấy. Ui bắn đau nhỉ. Nhưng mà con du này của tôi nó có võ đấy anh em. Bắn thoải mái đi. Bắn lại hồi máu mà. Ui rồi bắn càng nhanh càng hồi máu càng dễ. Từ lúc mà có cái giáp xoay là yên tâm rồi anh em ạ. Lấy thêm cái giáp thép nữa bọn này bắn như gãy ngứa luôn. Chả mất tí máu luôn. Càng thật. Bây giờ Witcher đem Witcher sang đây cắt chuỗi hộ gái. Tầm này chả sợ nữa rồi. Sáu đỏ. Mua dần mấy con warrior đó. Trên màn cờ là có 4 con warrior, 4 con warrior ở phía dưới nữa. Mới 8 con thôi, thiếu một con. Thiếu một con warrior nữa. Đây. Ê à. Ra là cái con Greater lên được 3 sao kìa. Dominator lên được 3 sao. Mà Dominator lên được 3 sao thì phải chuyển sang chơi Godsin, God Assassin hoặc là Glacier kết hợp với Assassin kết hợp Glacier kết hợp với cả con Dominator kết hợp với God anh em ạ. Thì nó úp lồng liên tục ấy, nó đấm ấy. Thì cũng căng.
Lên được cái con này 3 sao mà không chuyển như thế thì phí lắm. Rồi, chúng ta có rất nhiều đỏ. Ngon quá nhỉ. Trên này có 9m à. Long rồng 9m lên được 11 rồi. Khả năng là phải mua Tesu. Ok, roll nào. À. Nếu mà đánh với nhà mid late game thì sẵn sàng là chuyển sang 6 cá thôi. Chả phải việc gì mà phải mạo hiểm cả. Cứ 6 cá mà phang thôi anh em. Chuyện này tôi nghĩ là cứ lấy mấy cái món đồ chống phép ấy. Cái thằng phép tôi nghĩ là nó sẽ không dễ dàng chết được đâu anh em ạ. Nó lên được 11 rồi. Khá là tối thượng rồi đấy. Cứ lấy full chống phép và tí nữa chuyển sang 6 cá. Không có gì mà phải ngại nó cả. 6 cá chiến luôn. Đây rồi. Gót 6 cá. Được không? Được. Gót 6 cá quá được luôn ấy. Trong trường hợp là nếu mà chúng ta gặp cái thằng đấy. À. Khỏe quá nhỉ. Thậm chí là chúng ta có thể chiến Warrior nhưng mà tôi chưa muốn. Tôi muốn thử cái bộ này đã, test thử xem sức mạnh của bộ này. Lấy được cái món đồ gót là chúng ta đã có 4 gót rồi. Vứt được một cái con gót ra. Kẹp được thêm một con Warrior vào nữa. Và chúng ta đã có cái bộ 9 Warrior, à 6 Warrior kết hợp với cả 6 đỏ. Rất trâu. Giáp to, máu nhiều. Kẹp thêm một cái 2 cá nữa. Vô tư trong cái trường hợp gặp cái nhà mết. Thằng Glacier sắp bay màu à. Đen nhỉ, roll mãi không ra là con Venom 2 sao kìa. Hết tiền rồi. Lên level 9 hết tiền rồi. Ok, thì mình xin nhá. Dồn đồ cho Lancer. Quả này là may là tôi chưa chuyển sang 9 Warrior đấy. Không, bạn xác định tự sát luôn. Ui anh em nhìn kìa. Cái thằng mết nó kinh thật, đẩy chết luôn rồi kìa. Căng. Ủ thế chuyện này nhanh đấy. Nhanh phết nhỉ. Mới có round 32 mà còn có 4 nhà này. Mà sắp tới là sẽ có, tôi nghĩ là ít nhất là có 2 thằng đi. Chuyện này thằng 9 xin tôi nghĩ là vẫn chưa đi được đâu. Thằng 9 mét cũng chưa đi được. Thằng xin có khi đi trước ấy. Chuyện này mà đổi thì sẽ đổi đồ cam. Nhưng mà như này thì chưa được. Vứt cái Blink thì lại không được. Phải có Blink. Không có đứng ở hàng trên xong gặp Phượng Hoàng là hú cho một phát là đứng im luôn ấy. Phải có Blink anh em ạ. Không vứt được, không vứt được. Từ từ đã. Bình tĩnh. Ơi kìa. Chết rồi, lao vào cái ổ nhìn nhện nữa. Nhưng mà bạn ơi, ôi ôi đau đấy. Trông giáp to. Khỏe thật. Gặp Witcher, đấm Witcher chết rồi. Ok, và tôi cũng rèn được một món đồ cam này. Ok. Đây, hộp sọ đẫm máu chắc chắn rồi. Thiếu đồ hút máu. Khỏe thật đấy anh em ạ. Bây giờ 100 tiền không biết dùng để làm gì đây. Dã man. Thằng 9 xin chắc đi đâu này luôn. Có đi không? Ơ, cắt chuỗi rồi kìa. Ui vãi đài ạ. 9 xin chưa đi được. Cũng đau ấy. Cũng đau ấy. Sao quét mất ít máu nhỉ? Xoay mãi mất máu của cái con Greater là sao?
Không sợ, không sợ cái con rồng mập nó có gây cái đam đâu. Thoải mái luôn bạn ơi. Rồi dồn đồ cho rồng mập à. Cũng căng nhỉ. Tiền nhiều quá mà chả biết làm gì. Giờ chỉ roll những cái con nào mà chưa lên được 3 sao thì roll thôi. Kiếm thêm một bộ 6 cá nữa là xong. Đấy, tôi đủ 6 cá này. Bây giờ vứt 6 cá vào là cái nhà mết sấp mặt với tôi luôn đấy. Từ từ nha. Con ác này có khi không nuôi đâu. À không, nuôi được. Thôi được, bán con thuyền trưởng đi. Chuyện này chắc là tôi nghĩ là không cần phải chuyển sang 9 warrior đâu đúng không? Cần gì? Cặp nhà mết thì chuyển sang cá rồi. Còn nếu mà chơi với cái nhà nhà xin ấy thì tôi nghĩ là 6 đỏ là hợp lý chứ, đúng không? 6 đỏ nhiều máu cho crit thoải mái không chết được. Rồi. Hộ cái bạn ơi. Ui rồi. Ôi rồi, 6 cá gót. Gót 6 cá theo. Ơ? Đi luôn cả nhà đấy. Vãi đái ạ. Tôi đang định nói là gót 6 cá theo yêu cầu của anh em Nguyễn Bá Hưng như vậy. Dùng rủi thế nào, không có ý định là chơi cái bộ này đâu, nhưng mà nó bắt phải chơi chuyển sang cái bộ này. Đấy, thế là chưa kịp nói. Bộ này là anh em Nguyễn Bá Hưng yêu cầu này, nhưng mà không có ý định chơi từ đầu. Thế là mày phí chứ lị. Giờ anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái kèm thêm đấy là cái clip bên phải luôn, để xem cái bộ 6 đá nó counter cái bộ 9 warrior thế nào anh em nhé. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.